Đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, không khí độc hại là nguyên nhân gây tử vong của 1,67 triệu người dân Ấn Độ, chiếm 18% trong tổng số ca tử vong ở nước này trong thời gian năm 2019. Đây là một phần nội dung báo cáo được công bố trên tạp chí y học Lancet vào ngày 22 tháng 12 vừa qua, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ô nhiễm độc hại tại quốc gia châu Á này. Theo báo cáo trên, năm 2017, Ấn Độ có 1,24 triệu ca tử vong do ô nhiễm không khí, chiếm 12,5% trong tổng số ca tử vong. Như vậy, số ca tử vong do không khí độc hại tại Ấn Độ trong năm 2019 cao hơn năm 2017 tới 30%. Thực tế này đã ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, gây thiệt hại 36,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1,36% GDP của Ấn Độ. Báo cáo chỉ rõ chất lượng không khí khắp Ấn Độ đã được cải thiện trong thời kỳ dịch bệnh, song mức độ ô nhiễm gia tăng trở lại khi nước này nới lỏng các hạn chế. Trong một tuyên bố gần đây, chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ cần đầu tư hơn nữa vào các chương trình kiểm soát ô nhiễm nếu nước này đạt được mục tiêu trở thành nền kinh tế 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024, từ mức 2.900 tỷ đô la Mỹ hiện tại. Theo hệ thống theo dõi chất lượng không khí IQE, ba thành phố lớn của Ấn Độ gồm New Delhi, Kolkata và Mumbai nằm trong danh sách 20 thành phố ô nhiễm nhất thế giới.